Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô một được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgalena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4, nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này. Đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo. Các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả. Cái gì đấy, tìm mình 5 người đi rồi. Sau khi nhé đấy nhá. Rồi, xin chào tất cả bạn, chào các bạn đã quay lại về channel của chúng ta. Đây là một trận đấu rất là hay. Và mình muốn gửi gắm với tất cả các bạn, Kerdinac game này sẽ đối đầu với những vị tướng rất hot như hay Hayate, Nakatot và Lorion. Thì Kerdinac sẽ chơi như thế nào khi team của mình nắm cái trừng phạt luôn rinh rập ở trong khu rừng của nhà mình đấy. Đấy, có nhiều trận đấu thì thực sự các bạn ạ, không phải tiếng địch đánh hay, không phải là tốt thích đấu đánh hay mà mình sở đâu, mà trong cái sở hiền hiểu nhất trong mình đó chính là đồng đội các bạn nhé. Khi mang 50 trừng phạt thì cái lượng cái con quái rừng của mình không giảm, không có một cái an tâm nào để mà tập trung tham 4-3-4 con rừng ở bùa xanh để mà qua bùa đỏ các bạn ạ, rất là lo lắng đấy. Cho nên mình phải qua đà nhánh thật nhanh con bùa đỏ, và mình sẽ ra mid, mình tiếp luôn vài con lính ở mid này để có được một chút kinh nghiệm. Nó ôi dồi ôi, nó đập mặt, ôi được bãi 6 vàng máy quá. Rồi phám tiếp chưa đến level 4 đấy, không giảm phám hai con lính nhỏ các bạn ạ, sờ lắm các bạn. Rồi ok, đây pha này luôn, chưa một chưa ba này, 1-3 rồi, 1 hàng ngon lành, 150 vàng rồi, ngon quá các bạn ấy. Cái nắp thì clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi late game và ra vào con mắt giao tranh như nào ở trong phim mùa này. Thực sự để mà nói nhá, Kerdinac nó vẫn còn khá là mạnh các bạn nhá, mặc dù nó không còn mạnh như trước đâu các bạn ạ. Cái đó nói thẳng, bởi vì cái combo của Kerdinac bây giờ nó bị khừng lại rất là nhiều, nó không được trơn tru mượt mà như trước. Cái gì để ná, đúng rồi, trời ơi, tao nhân chiêu bá tao dầm đi luôn đấy. Và mình cũng xin thưa rằng chia buồn với Nakatot, bởi vì khi Nakatot đối đầu với Kerdinac ấy thì thực sự để mà hai vị tướng ngang kinh nhau thì Nakatot không bao giờ ăn được. Nếu Nakatot muốn ăn được Kerdinac thì bắt buộc người chơi Nakatot phải cao hơn thằng Kerdinac một trinh thì mới ăn được Kerdinac. Vốn gì thực sự nó không công bằng, bởi vì thằng Kerdinac là một vị tướng nó có lượng đám tốt hơn, dồn tốt hơn thằng Nakatot rất là nhiều. Và đặc biệt thằng Nakatot trên bản này bắt buộc các bạn phải trinh cao, các bạn phải dồn được 100% chiêu thức của Nakatot trúng thằng Kerdinac. Còn không các bạn sẽ bị xịt chữ 3, mà xịt chữ 3 thì mất luôn sát thương, chém thương Kerdinac làm gì được. Kerdinac vốn chỉ là một vị tướng nó chiêu thức nó rất ít đánh thương, nó chỉ đánh 1 đến 2 lần để bù trừ cho cái nội tài của Kerdinac thôi. Cho nên xét về tương quan thì để mà nói về chiêu thức cách đám dồn thì Nakatot mà được, cho nên bắt buộc Nakatot phải cao một trình thì mới đánh được Kerdinac. Nôm na nếu các bạn gặp Nakatot bên team địch thì Kerdinac là một vị trí, là một vị tướng có thể giúp các bạn outplay Nakatot rất tốt. Đây cái pha này đấy. Cách combo của Kerdinac thì như nào ạ? Các bạn hãy nhìn mình cách đơn giản thôi. Đó chính là gần vừa rồi mình có làm cho các bạn một clip Kerdinac ấy. Thì bây giờ thì nó kiểu đánh nó chất lượng hơn. Đấy, nhưng đợt đầu nó hay hơn. Ủa, cái pha này ôi lên sập thằng nào đánh hay. Hay quá, thằng nào quật mình hai lần hất tung cái pha để phải chấp nhận. Đấy. Những cái pha đấy phải chấp nhận thôi. Bởi vì là thằng nào là chiếm có thể thường phẩm thôi. Mình lao vào lỗi cái pha này thì chấp nhận chết. Rồi. Ôi quá đã cứu thật các mọi người, trời ơi, thằng lá xanh xanh như vậy nó mới có cái lý do để cương lao, nói lý do vì sao thằng Kerdinac là một vị tướng cáo tơ thằng lá rất là tốt đấy. Và trong trận đấu này thì nếu có late game thì chắc chắn rồi, thằng Hayate là một cái vị tướng nó rất là, nói chung là Kerdinac là một vị tướng bắt rất tốt Hayate này các bạn. Thằng Nakatot bắt thằng Hayate không tốt, Nakatot chỉ tiếp cận Hayate tốt nhưng dồn sát thương không tốt bằng Kerdinac đấy. Quillen tiếp cận tốt nhưng nó không đủ cái lượng thời gian để dồn thằng Hayate, chỉ có thằng Kerdinac. Mà Kerdinac là một vị tướng nó rất dễ outplay, khắc chế nhưng bắt buộc phải outplay các bạn nhé. Tulen này, Hayate này, nôm na những vị tướng nào cơ động, đặc biệt là Nakatot rất thích bắt thằng Nakatot. Tại vì sao ạ? Khi thằng Kerdinac nó nó kích hoạt chưa bá và chỉ cần thả chưa một vào một vị tướng cơ động thôi, chẳng hạn thì mình thả chưa một vào thằng Nakatot
thì mình sẽ bay loanh quanh nó không dầm chưa bác, mà phải chờ thằng nào nó bay hết chiêu thức thì lúc đó là phải dầm. Đặc biệt với thằng hay cho té cũng vậy, khí thải chứ một vòng hay cho té hay để hay cho té lướt chứ hai trước đấy, rồi chúng ta sẽ dầm được cái phá này thì cần gì phải dầm các bạn hết chiêu đối với kỹ thuật cho bác đấy. Đấy hoặc thằng tu lén chẳng hạn, tối khi nào nhé tiếng mình có hai cho té hoặc đúng là có những vị tướng tu lén hoặc cơ đồng ấy thì các bạn không biết cái vị tướng sát thủ là bắt thì cái nhất là một vị tướng bắt những vị tướng nó cực kỳ hợp lý, rất hợp lý luôn đấy. Cardinal thì nói chung nó sợ nhất những vị tướng như là choáng đấy các bạn nhé, sợ nhất những vị tướng choáng như Vera, Carisi hoặc nôm na những vị tướng có choáng chiếu thức. Rồi thằng Ayate một dầm ra đi đấy, easy một mảng chưa đấy, cái combo là easy đơn giản đấy. Kích hoạt chiêu ba bay lại trận thằng bay lại nó kích hoạt chiêu một vào người rồi kích hoạt chiêu ba rồi kích hoạt chiêu hai luôn, thì khi kích hoạt bổ combo đấy thì nó kích hoạt cái nội tài 10% máu của chương 1 của con thằng Cardinac thôi, đánh thương thì phù trợ thêm cái lượng sát thương thiếu thôi, còn không thì bổ con bó để cũng đã đủ một con bó ổi thằng ná chả là trời nó bay vào này. Tàu có bị bay đâu, tàu có bị bay à, băng xương hay quá nhỉ, hay quá nhỉ ná nhá, mình còn băng xương yên tâm nhá, lui về một chút bình tĩnh. Rồi đấy, rồi còn chưa ba này thằng ná bay múa đất đẹp, ăn được quá đất cứu, đoán được quá đất cứu mà. Rồi chưa ba bình tĩnh, bay đi đâu tốc biển nào chạy đi. Rồi ok một mặt đấy rất là ngon các bạn, cách chơi Cardinal thì các bạn nhìn cái cách mình chơi các bạn cũng ảo được cái cách ra vào của cương lao như nào rồi. Thứ nhất phải có chiếu thức các bạn mới vào có mắt được, chứ các bạn nhiều người mắc một cái lỗi rất là vô duyên nhé, các bạn không có chiếu bá nhưng các bạn mà cứ vơn vơn ở trong cái tâm cái phạm vi đánh của nó ấy. Đấy cái này mình nói đã rất nhiều người bạn nhột, rất nhiều bạn nhột này đấy, trong những lúc các bạn có mắt các bạn ít máu các bạn hết chiếu mà các bạn cứ vơn vơn, các bạn cùng muốn đánh nó nhưng các bạn không còn chiếu đánh, các bạn cứ vơn 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 đi đi lại lại lánh quanh nó mà nằm trong tâm chiếu thức của nó, cuối cùng các bạn bị zone chết đấy. Thế các bạn thì nhờ giúp mình một điều, khi tất cả các bạn không còn chiếu thức thì phải đừng ngoài hẳn các bạn ra luôn cho mình, chiếu ba nó tiếp cận rất nhanh, cho nên các bạn hãy lui ra cái tâm khoảng cách chiếu thức của nó và thậm chí là các bạn hãy rời khỏi giao đánh đi để cho nó không còn cơ hội để mà zone sát thương các bạn đấy. Dưới các bạn có thấp máu các bạn đừng lánh quanh trong cái tâm phạm vi của nó thì chắc chắn nó sẽ tròn bản là cái người thấp máu để dễ giết nhất để giết các bạn, chứ nó làm gì giết thằng tím mình đâu. Đấy là một cái lỗi đáng chết người của cái nắc, và bản thân mình đã mắc rất nhiều lỗi như này thôi đấy, cho nên mình đã sửa được cái lỗi đấy. Khi nào mình không còn chiếu thức hoặc cái lượng máu mình không đủ để giao tranh, loại bỏ, mình sẽ ra khỏi cái giao tranh luôn, không đừng lờn vờn, mình sẽ đi tìm đi phám hoặc là đi đầy đường đấy. Đấy cho nên là cái lỗi chơi này ấy, thì nó rất nhiều người bị gặp phải nhé, chứ không phải riêng bản thân mình đâu, cho nên đây là một cái lỗi rất là sơ đẳng và nhiều người mong các bạn hãy bỏ qua cái lỗi này. Đấy cái phá này lá lên sạp qua băng xương bạch rồi từ từ chữa một chọc này đủ đám không, đủ đám, ôi dồi các bạn thì mạnh chưa đấy, chọc như vậy đấy thằng Nakarot thì các bạn thấy vô liếm hết một nửa cái máu mà vẫn bị chọc chết đấy. Bởi vì sao mình chơi Nakarot nhiều khi mình phải thắc mắc, mình phải vô duyên lắm, mình là Nakarot rất là xanh, hết một nửa cái máu thằng Cardinal chỉ còn một tí máu đấy, mình vô mình đập nó, nhiều lúc mình đang thiếu mà nó chọc một phát là không thể cái máu mình đâu, và thậm chí mình bị áo chết luôn đấy, nhiều lúc mình bị áo nháy trong cái nắp chết luôn. Cho nên mình phải biết được rằng khi Nagarot ở đâu thì cái nắp thì không bao giờ được nhớ về nó mà phải giết nó ngay lập tức, bởi vì bốn gì rằng lượng sát thương to nhất của cái nắp không phải đến từ chiêu ba phần nhiều mà nó đến từ chiêu một kích hoạt đánh thương hoặc chiêu hai rất là đau các bạn nhé. Đấy để lấy bổ chốt cái nắp, cho nên các bạn không bao giờ chủ quan khi đang cái nắp, còn đến bản đồ phải giết nó chết, lúc đó các bạn mới yên tâm được. Rồi cái pha này không biết thằng ná chạy đâu, nấp bùi, ôi sống chiếu đâu mới chạy nữa. Tuổi thằng ná này dư vì mình giết nhiều lắm này, nhưng mà trong tương lai mình sẽ giết nhiều được cơ. Rồi xin bình biệt anh Arum luôn, lao lên đấy, thì chiếu một là xúc thì chiếu ba đấy, cái pha này đấy ok đấy. Thực sự là Cardinal ở phiên bản mùa này thì mình chỉ muốn hướng tới các bạn cách chọn mục tiêu ra và mục tiêu thế nào cho phù hợp thôi. Cardinal thì như mình đã nói rồi, nó rất sờ những vị tướng choáng cứng nó như thế nào, như thằng Vera này, như Calisi này, hoặc nôm na là những vị tướng choáng, các bạn mà chỉ cần bay vào bị dính choáng là coi như các bạn sẽ đồng nghĩa việc đáng. Cho nên khi các bạn ra combat thì bắt buộc các bạn sẽ không bao giờ nhảy vào những vị tướng choáng, chẳng hạn trong trận đấu này khi thằng Arum nó còn chưa ba thì không bao giờ nhảy vào thằng hai giới té khi Arum bên cạnh chạy đấy, các bạn hiểu nhất đây, đây thằng ná vào đây, đấy cũng quá nhỏ đấy, ná đây quá nhỏ đấy, ủi ở bên đây rồi, từ đấy biết nhỉ, không đủ đáng thôi, được lùi đây thằng ná nhá, đây con chưa một này, ná qua đây đấy, rồi chưa một chạy đâu, ui sồn bạch đấy các bạn thấy chưa, khi
khi các bạn thải chất bột vô nang cho nó, các bạn để cho nó bay đi. Bởi vì theo cái quán tính, theo quán tính phản xạ tự nhiên ấy, thì 80% số người chơi Liên Quân Mobile khi bị một vị tướng xả chiêu thức vào người thì nó sẽ dùng hết tất cả các binh sinh của nó để chạy. Còn 20% người còn lại nó rất bình tĩnh, không chạy, để từ khi thằng cái đấy nắc dập vô bác thì nó mới chạy. Đấy, cho nên là các bạn cứ để dùng chiêu một sẵn khoảng ở bình tĩnh, cứ đi xung quanh người nó để cho nó chạy hết chiêu thức rồi hãy dập vô bác nhá. Nhớ cho mình vô đấy. Còn cách khắc chế lại cái đấy nắc đơn giản thôi, cứ để cho nó quăng chiêu một rồi chúng ta cứ đi bồ thôi, nó không giảm nhảy đâu, mà nó nhảy thì mình sẽ chạy thoát được đấy. Cho nên đó là một cái cách rất hay để đối đầu với cái đánh nắc và cái đánh nắc đối đầu với tất cả các vị tướng khác là như vậy. Cho nên quan trọng hết là cái sự bình tĩnh các bạn, cái gì là ná mới dầm cho cái con mỏ. Ôi chết mình cái bà này đâu, tao sọc chết luôn cái bà này. Từ từ bình tĩnh con chưa má này. Đây tụi tôi bỏ cái cấu quá anh em ạ. Rồi nhanh một xăng rồi tiếp tục tuyệt vời anh em ạ. Đấy rồi mình sẽ nói tiếp về cái phần khoan các bạn, thực sự là các bạn nào có nhu cầu mua con Huy hoặc mua nick theo gọi là từ trò thì các bạn hãy nhắn tin vào số Zalo của mình là để trên màn hình clip của mình ấy. Và các bạn nào kiểu muốn nick ấy thì mình sẽ có một cái ưu đãi là có thể hỗ trợ bán lại tất cả các bạn. Cho những bạn nào muốn nick tầm hơn 1 triệu, ví dụ các bạn muốn nick 1 triệu thì mình sẽ, các bạn chế thật 1 tháng 2 tháng, các bạn kiểu muốn bán lại thì mình sẽ bán lại cho tất cả các bạn đấy, mình sẽ bán lại tất cả các bạn nhé. Nhưng nếu cái nick đó các bạn cai chứng minh thư hay cai tất cả mọi thứ vào đôi thì thực sự cái đó rất là khó bán, mình không thể bán được đó. Trừ khi các bạn nào ví dụ nhé, thường những cái nick mà cái 1 triệu ấy thì thường là mình sẽ có đăng ký số điện thoại của mình đấy, thường đăng ký số điện thoại của mình. Cho nên các bạn nào ví dụ thường thì mua nick xong thì tầm nửa tháng hoặc 1 tháng đổi lại được, thì trong quá trình mà chưa đổi số điện thoại mình có thể hỗ trợ bán được cho tất cả các bạn nguyên giá. Các bạn ví dụ mua nick 1 triệu, một bạn 1 triệu, mình sẽ để 1 triệu và mình sẽ bán hộ các bạn 1 triệu luôn, và không lấy 1% phí đâu các bạn nhé, mình sẽ bán miễn phí các bạn và chỉ dành cho bạn nào mua nick VIP để lên thôi đấy. Cho nên các bạn phải yên tâm mua sắm nick của mình thoải mái đi, cho nên mình sẽ hỗ trợ bán lại mà. Đấy là những gì mà các bạn cần thì các bạn phải nhắn tin qua Zalo nhé. Rồi còn bây giờ thì mình bình tĩnh đây, cái pha này mình sẽ lá vào nhé. Khi áp dụng con chưa bán thì chắc chắn là mình sẽ bao giờ bay vào đấy. Rồi mất chưa bán này, rồi ok rồi, thêm thằng cái nắc thêm thằng hay chơi té, rồi bay vào hay chơi té thôi, nó hết chiêu đâu đấy. Các bạn hãy nhớ cho mình, Cardinac không bao giờ được bay vào khi team địch con chó mà bị ăn chó, còn không thì Cardinac cứ bay vào tiệc gái đi. Đấy, trận đấu này chẳng hạn như là để Mina này, từ ôi thằng này áo play mình áo nháy mình luôn anh em ạ, nó áo nháy luôn, pha này mình bị áo nháy thằng ná rồi, ná thiệt mình nào, tao sọc mi này. Con đây từ áo nháy ná thèm lắm, bữa khổ lắm, mình có giáp vệ sinh anh em ạ. Rồi được rồi, thì chốt clip này thì hy vọng anh em nào có ý kiến nào thì hãy comment phía dưới phần cuối clip của mình. Và phần hai đã có được phía sau các bạn nhé. Và mình xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau nhé. Tất cả các bạn em mà yêu, bye bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in, I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs.
highs and lows and where I'll go in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on to go, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.